So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose bright stripes and bright stars. Hoàng cung đi, hy anh xin kính thi thần song. Vì tương lai quốc dân cùng sông pha qua đền, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Cho thầy vơi trên cơn đau. Sương mỏ của tuyên nhân đã đổ ra, trải dài từ ải Nam Quang tới mũi Cà Mau, thẩm vào từng con cỏ, ngọn rau, hòa với nước biển Đông, khai phá cho những quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Qua bao thời đại Đinh, Lê, Lý, Trần cho đến lịch sử cận đại, sương mỏ của tuyên nhân và những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa một lần được đặt đổ ra để bảo vệ non sông và lý tưởng tự do. Dear distinguished guests and friends, on behalf of the organizing committee, I would like to extend a warm welcome to you as you embark on this journey with us today. This afternoon, the waves of the sea will take us back to our fondest memories, towards the other side of the ocean, where there is a small yet resilient country with a long and heroic history. Ladies and gentlemen, in the past 4,000 years, our beloved native land has faced many traumatic events and horrors of war. Northern Vietnam was ruled by China for more than 1,000 years. The colonial French were in Vietnam for almost a century, and Japan occupied Vietnam from 1940 to 1945. To ease the pain and suffering of those with relatives who sacrificed their lives for their country and for freedom, and to express our deepest gratitude for the sacrifice our parents have made for us. Mayor Mike McGinn, State Representative Bob Hasegawa, King County Superior Court Judges candidate Sean O'Donnell, and other distinguished guests, on behalf of the Vietnamese community in Washington State, we would like to express our gratitude to the United States and to the state of Washington for opening your arms, embracing Vietnamese refugees, and supporting us through all the hard times. Your kindness has changed our lives. As you know, currently Vietnam is a country rife with numerous human rights violations, most notably for violating freedom of speech, freedom of religions, and freedom to protest and the right to peaceful assembly. The most recent incident involved the imprisonment of Viet Can, a singer and social activist who rose to prominence when his song "An La Ai" or "Who Are You" went viral, which culminated in the gathering of more than 150,000 petition signatures and hundreds of community activists to meet with the White House in early March of this year to demand for freedom and social justice for Vietnam. We hope you'll continue to support us in our cause of pressuring the Vietnamese government to respect freedom, democracy, and human rights by releasing all detained or imprisoned human rights activists. Thank you very much for your continued support of the Vietnamese American community. But it matters, but it matters. So the organizations that have organized this, the Vietnamese community organizations, that keep the community together, that keep the community remembering what is important, are absolutely critical. So please support them as well. Because while, you know, America, as I said, while we're a place where everybody becomes American, we are uniquely American because everybody celebrates and remembers their unique cultural heritage. That too makes us stronger. Thank you very much, ladies and gentlemen. My name is Sean O'Donnell, and I am currently a senior deputy prosecutor with the King County Prosecutor's Office. I am running for election this year for King County Superior Court. I want to say what a privilege it is to be here to commemorate this such important event for the Vietnamese community. I am a representative of the people of the state of Washington, and I want to bring their greetings and thank you for your participation and choosing Washington State as your home. I know that this is a very solemn occasion, but it's also a very thoughtful one, and I am really tickled, pleased.
to see the youth organizing this event. That shows that you've staked your claim to Washington State for the future of your families. Một lần nữa xin tự giới thiệu, tôi tên là Thái Nhật Lĩnh. Song song với trách nhiệm là tùy viên của dân biểu Adam Smith, tôi cũng là một thiện nguyện viên giúp đỡ cho ủy ban vận động bầu cử thống đốc John James Lee. Hôm nay tôi được hân hạnh được đại diện cho cựu dân biểu liên bang James Lee đến dự buổi sinh hoạt vô cùng đặc biệt và có ý nghĩa hết sức thiêng liêng của cộng đồng người Việt quốc gia tại địa phương. Rob McKenna thanks you for the opportunity to join with you today and send me on his behalf here. We're in his campaign. And my name is Lee Won. I myself am a boat person. I was 2 years old when my parents left the shores of Vietnam, and our boat almost perished as well. And a Malaysian fishing boat went by and ignored us until my mother held me in her arms, 2 years old, a naked little baby, held me up and said, please help us. And the boat came around and saved our lives by pointing us to the right direction. And I'm fortunate enough to be here and grow up in this amazing country and achieve our goals. I'm currently a practicing attorney. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa toàn thể quý đồng hương cùng các bạn trẻ thân mến. Trước tiên, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay đây, con tàu Argosy đang ra sông, đưa chúng ta trở về với quê nguồn dân tộc, hướng về bên kia đại dương. Nơi đó có một đất nước tuy nhỏ bé, nhưng kiên cường, bất khuất, đã bao lần đánh đuổi giặc ngoài xâm. Thank you very much, everyone. Xin cảm ơn các bạn đã cảm ơn. Sau đây, Nguyễn Trung Tịnh sẽ chia sẻ ba lời về bác sĩ Nguyễn Xuân Thịnh. Xin quý vị cho tấm một trang thảo tay thật lớn. Kính thưa quý vị đồng hương, chắc quý vị sẽ làm ngạc nhiên khi trên hàng ghế danh dự có gặp hình ảnh của cố bác sĩ Nguyễn Xuân Thịnh. Ông là người đầu tiên bảo trợ đoàn lân vô Việt Nam tại thành phố Thạch Khâu Màn trong những buổi đầu thành lập, cố gắng cho đoàn thanh niên Trần Quốc Toản và những người và cũng là người hỗ trợ cho những buổi cầu nguyện đồng bào tử nạn trên 10 năm về trước. Nhắc đến ông để tôn vinh tinh thần quốc gia dân tộc của ông xứng danh là người để thế hệ trẻ chúng tôi noi gương, mặc dù ông không còn nữa, nhưng chúng tôi tin rằng tinh thần ông vẫn hiện diện nơi đây sau lưng chúng tôi để phù hộ. Chúng tôi tiếp nối tinh thần của ông trên bước đường đấu tranh hầu đem lại tự do dân chủ cho quê nhà. Quán thế âm quán
hương. Ngay bây giờ thì trên tàu bên dưới đang làm lễ để mà cầu cho những người đã vùi thân dưới biển sâu và 74 vị chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa bỏ mình vì bảo vệ cho quần đảo Hoàng Sa. Thì chúng tôi ngay ở trên bon tàu thì rất là hân hạnh đã gặp được một cụ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, anh từ Washington, Washington DC qua đây. Và xin chào anh và xin chào chị. Anh có thể cho quý đồng hương của Thái Bình TV Online được biết tên của anh không ạ? Tôi là Mai Vàng, cựu sĩ quan Hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Thưa, đây là bà xã của anh. Dạ, chào chị và chào quý vị. Thưa anh, ngày hôm nay anh với chị qua đây là thăm lại chiến hữu bạn bè, hay là anh nghe cái chương trình này mà anh bay qua đây để mà tham gia vào cái tổ chức này thưa anh? Nhân dịp ghé thăm về người bạn Hải quân ở đây thì tình cờ anh Bùi Đức Ly là bạn cùng đơn vị với tôi đó, thì chúng tôi có dịp được tham dự cái ngày mà kỷ niệm đặc biệt này. Đồng hương của chúng ta lấy hoa để mà rải xuống biển để tưởng niệm cho những người đã bỏ mình vì tự do. Đây phải không? Ok. Và chúng ta, những cánh hoa này chúng ta gửi đến cho những linh hồn của các đồng bào của chúng ta đã bỏ mình vì đi tìm chủ nghĩa tự do. Xin cảm ơn các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho chúng ta có được ngày hôm nay và hy sinh để bảo vệ cho quần đảo Hoàng Sa. Và cũng cảm ơn tất cả các bạn trẻ của trường Đại học UDAP cùng với Võ Đường Vô Vi Nam đã cho chúng ta có cái cơ hội này, đã là tổ chức ra một cái buổi ngày hôm nay. Thì nhân dịp đây Thái Nhật Lĩnh là chủ trường ha, là võ sư ha, và cũng là trong ban tổ chức kết hợp với lại các em của trường Đại học UDAP tổ chức cho cái buổi hôm nay. Thái Nhật Lĩnh có lời gì để gửi đến quý đồng hương mình trong ngày hôm nay không? Dạ thưa quý vị khán thính giả, trước tiên thì Nhật Lĩnh xin kính gửi đến quý vị lời chào nồng nhiệt và thân ái nhất. Cái buổi lễ hôm nay đúng như chị nói là một cái ngày, một cái dịp rất là thiêng liêng. Nó đánh giá một cái bước ngoặt, một cái sự trưởng thành của các em, của thế hệ trẻ ở đây, đặc biệt là thể hiện qua các anh chị em của trường Đại học Tiểu bang Washington, cũng như là các em của thuộc về cái môn phái Vô Vi Nam và võ đạo qua cái sự hình thành của đội lân Âu Lạc Vô Vi Nam. Thì Nhật Lĩnh cũng không dám nhận là một thành viên ở trong ban tổ chức, nhưng mà cùng với một số các anh chị lớn khác, cách là những người cổ võ thường xuyên, cũng như là góp ý kiến về cái kinh nghiệm của mình để giúp cho các em tổ chức thành công cái buổi này. Thì như quý vị em thấy là một đồng hương đón nhận và rất là hoan hỷ, cũng như là mọi người có một cái cảm giác rất là bình yên, cũng như là một cảm giác rất là thiêng liêng, không có một cái coi như là rất là tâm chia sẻ với, cũng như chia sẻ không những đối với lẫn nhau mà còn đối với lịch sử của dân tộc, với hồn thiêng của sông núi. Cảm ơn chị cũng như đài truyền hình Thái Bình TV Online đã cho Nhật Lĩnh cái dịp trình bày một số cảm tưởng.